Bất ngờ, có 5 điểm này trên thân, ắt có hậu vận tốt đẹp, số sướng. Quý vị thân mến, hồng trần cuồn cuộn đằng đẵng tháng năm, biết bao người từng cảm thán mà thốt lên rằng nhân sinh như mộng, kiếp người tựa kiếp phù vân. Khi thân nằm trong cảnh, thử hỏi mấy ai có thể thấu rõ hồng trần, thấu tỏ đâu là thực đâu là hư. Xuân qua vội vã, thu đến nhẹ nhàng, phù sinh giấc mộng, rượu nồng tiến đưa, chén trà ấm môi. Đời người cũng như chén trà vậy, lá trà, khi hãm trong nước sôi phải oằn mình thống khổ, nhưng lại mang đến cho đời cái vị đắng trước ngọt sau, làm mê hoặc lòng người. Thế nên, khi bạn thấy mệt mỏi trước trăm nghìn khổ nạn, hãy mỉm cười bao dung mà đón nhận. Bởi vì, không muộn phiền đó, chẳng phải là cuộc sống, không khổ nạn đó, chẳng phải kiếp nhân sinh. Cổ ngữ có câu rằng, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự, cổ hàn lai. Ý là bảo kiếm sắc, là nhờ được mài ra, hoa mai thơm, là nhờ thống khổ trong bút giá. Mặc dù, con người của xã hội ngày nay không muốn bản thân gặp phải những tai nạn và gian khổ trong cuộc sống, nhưng đời người nếu không trải qua khổ nạn, thì thường khó tạo ra được thành quả khiến người khác nể phục. Có câu nói này rất dễ hiểu, đọc lên đã thấy quen thuộc, kiên trì đến cùng. Đúng vậy, đưa đò, phải đưa qua bên sông. Xây tháp, phải xây đến đỉnh. Chính là bảo chúng ta làm việc phải dụng tâm, phải có nghị lực và tinh thần kiên trì đến cùng. Quý vị thân mến, nhà Phật luôn tâm niệm rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tướng mạo của con người cũng tương tự như thế. Những người thiện lương sẽ có tướng thiện lương, người tà ác sẽ có tướng mạo tà ác. Quỷ Cốc Tử nói, tâm là cái gốc của tướng mạo. Xét rõ tâm thì tự biết được thiện ác. Hành vi là biểu hiện của tâm. Xem hành vi thì biết được hỏa phúc. Bạn sẽ luôn tìm thấy một bậc đại phú đại quý, được người đời kính trọng. Và để trở thành một người tài, đức, có đủ như vậy, thì nhất định, chúng ta phải bồi dưỡng cho mình 5 điểm này trên thân. 1. Tâm thái điềm nhiên, lấy tĩnh tâm làm gốc. Tất nhiên, trong thời đại hiện nay, tốc độ là một yếu tố vô cùng quan trọng trên con đường dẫn tới thành công. Tuy nhiên, nếu cái gì cũng nhanh chóng, gấp gáp, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đó sẽ khiến chúng ta lúc nào cũng cảm thấy bề bộn, thậm chí còn dẫn đến những phán đoán và quyết định sai lầm. Khổng Tử đã từng nói, không ham nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện, ham lợi nhỏ thì không làm nên được chuyện lớn. Không thể mù quáng theo đuổi tốc độ, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt. Tích lũy dần dần thì sẽ có phú quý lâu bền. Tích lũy là điều kiện đầu tiên của thành công. Muốn tích lũy, tốt nhất là nên chậm và chắc. Dục tốc bất đạt. Thời Xuân Thu từng có một vị quan viên tên Tử Hạ. Anh ta rất mơ hồ về công việc cũng như tương lai của mình. Bèn đến gặp thầy mình là Khổng Tử, hy vọng được Khổng Tử giúp đỡ. Gặp được Khổng Tử, Tử Hạ liền hỏi thầy, thưa thầy, làm sao để trị vì tốt một địa phương ạ? Khổng Tử nghe xong, nói với anh ta, nếu con đã chọn con đường làm quan, thì con phải biết kiên nhẫn, phải biết nhìn xa trông rộng, vững bước cầu tiến, không được chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu không, cuối cùng chỉ có thể dục tốc mà bất đạt, thậm chí mọi nỗ lực con bỏ ra trước đó đều đổ sông, đổ biển. Tử Hạ sau khi nghe xong lời dạy bảo, liền bừng tỉnh. Ông quay về làm việc cần cù, chăm chỉ, không còn nóng lòng muốn đạt được thành quả. Một thời gian sau, quả thật đã làm nên đại sự. Khổng Tử đã từng nói, không ham nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện, ham lợi nhỏ thì không làm nên được chuyện lớn. Bởi con người một khi vì cái lợi trước mắt, sẽ dễ dẫn đến mù quáng hoặc quên kế hoạch ổn định lâu dài. Câu nói của Khổng Tử chính là muốn khuyên chúng ta, khi làm việc gì đó, thì phải làm từng bước, theo tuần tự mà làm, quá nôn nóng, ham mau, ham lợi ích nhỏ trước mắt, thì ngược lại không thể đạt được mục đích. Vội vàng quyết định thì dễ phạm sai lầm. Đời Minh có một viên quan chuyên lo việc xử án ở địa phương. Tác phong làm việc của ông này vô cùng đặc biệt. Mỗi lần có người đến đây tố tụng, sau khi tìm hiểu nội tình vụ án,
Nếu như cảm thấy không khẩn cấp, ông liền bảo những người đến thư kiện rằng ngày mai hãy đến. Dần dần, ai ai trong vùng cũng đều chế nhạo ông, cho rằng ông lười biếng, không chú tâm vào công việc. Trên thực tế, họ không biết rằng những người đến kiện chỉ vì họ tức giận nhất thời. Sau một đêm, họ sẽ suy nghĩ lại và rất có thể sẽ rút lại hành động của mình. Đến ngày mai mới xử thật ra là cho những người đến kiện một khoảng thời gian để suy nghĩ lại và cũng cho chính viên quan thời gian để bình tâm suy nghĩ vụ việc cho thấu đáo, tránh những trường hợp oan sai. Nếu thật sự thận trọng, không vội vàng, ta sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. Dục tốc bất đạt, muốn đưa ra quyết định một cách đúng đắn, đầu tiên phải tịnh tâm, sau đó bình tĩnh suy xét, từ đó mới có thể quyết định một cách khôn ngoan. Có nhìn xa thì mới thấy được nhiều điều hay. Trong lịch sử, có rất nhiều kẻ nóng lòng tìm kiếm thành công, nhưng cũng có người mưu tính sâu xa, lấy chậm mà chắc để thắng người. Gia Cát Lượng ẩn cư ở Long Trung không phải vì không muốn làm đại sự, ngược lại, vì tham vọng lớn nên phải ẩn mình để chờ thời, để tìm được người xứng đáng cho mình phò tá làm nên đại nghiệp. Khi Lưu Bị đến mời, Gia Cát Lượng 3 lần từ chối để khảo nghiệm xem Lưu Bị kiên nhẫn và kính trọng người tài được đến đâu. Chậm là một loại trí tuệ, lấy tính chế động mới là trí giả. Cuộc sống hiện đại rất phức tạp và xô bồ. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự kiện ập đến với ta, gây trở ngại cho ta. Chỉ cần chúng ta ổn định lại tinh thần, lấy tính tâm làm gốc, sẽ có thể xác định được chính xác tình huống, đưa ra được những quyết định chính xác, tốn công ít mà thu hoạch được nhiều. Phật dạy, người biết đủ, ắt tự an vui. Biết đủ là sự tu dưỡng, an vui là một loại cảm xúc thư thái, an nhiên. Biết đủ rồi mới có thể theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên. Biết đủ rồi mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan, hạnh phúc. Muốn biết đủ, trước tiên cần phải chiến thắng bản thân mình, cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận. Thay vào đó, hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành. Có như vậy mới khiến cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Chúng ta thường đều như vậy cả, sống trong phúc mà không biết phúc. Rõ ràng hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh, nhưng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, mà cứ dán mắt vào hạnh phúc của người khác, để rồi cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta. Hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên. Hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình. Chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Nếu muốn hạnh phúc, trước tiên cần phải biết đủ. Nếu muốn biết đủ, thì cần phải khống chế tốt cảm xúc của mình. Có như vậy, cuộc sống đâu đâu cũng tường hòa, yên vui. Tâm tình, tuy không phải toàn bộ của đời người, nhưng lại có thể chi phối toàn bộ cuộc đời của bạn. Lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản. Mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ. Giảm thiểu dục vọng, thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên bạn. Học cách buông bỏ một vài thứ sẽ giúp tâm hồn bạn được nhẹ nhàng, thanh thản. Bắt tay vào thực hiện ngay hôm nay, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi từng ngày. Vậy, con người cần buông bỏ những gì? Buông bỏ thể diện, đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn cho rõ con đường mình bước đi. Rất nhiều người nhận thấy, bản thân mình có quá nhiều thứ không như ý. Tuy nhiên, lại không buông bỏ xuống được. Thể diện khiến họ không buông được, cuối cùng chết vì thể diện. Buông bỏ áp lực, mệt mỏi hay không mệt mỏi là phụ thuộc vào cái tâm của bạn. Trong căn phòng tâm hồn, nếu không được quét sạch, thì sẽ bị bụi trần bao phủ. Quét sạch bụi trần sẽ khiến cái tâm ảm đạm trở nên tươi sáng. Đem sự tình làm rõ mới có thể từ giã mọi muộn phiền. Đem một vài thống khổ vô vị ném xuống, hạnh phúc sẽ ngập tràn. Buông bỏ hoài nghi, Tào Tháo có câu: dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng người. Vì thế, không nên lấy sự hoài nghi của mình để nhận định suy nghĩ của người khác. Không nên ngờ vực người khác một cách vô căn cứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm lâu dài. Buông bỏ quá khứ, chỉ có buông quá khứ, lòng bạn mới có thể đón nhận niềm vui mới, mới có thể thay đổi tâm trạng của bạn. Vì thế, ngay từ bây giờ,
Hãy học cách bình tĩnh đón nhận sự thật, thản nhiên đối mặt với mọi khó khăn. Học cách nhìn cuộc sống với con mắt tích cực, học cách nhìn vào chỗ tốt của mọi sự việc trên đời. Buông bỏ tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực có thể giết chết chính bạn. Do đó, muốn trở thành một người thành công, bạn hãy cố gắng bước lên để khiến phần tích cực đánh bại tiêu cực, khiến cao thượng đánh bại hẹp hòi, khiến chân thành đánh bại giả tạo, khiến kiên cường đánh bại yếu ớt, khiến vĩ đại đánh bại bỉ ổi. Chỉ cần cố gắng, bạn hoàn toàn có thể tự mình làm tốt mọi thứ. Buông bỏ oán hận, oán trách chi bằng tiếp tục cố gắng. Không có thành công nào không từng trải qua thất bại. Oán hận và tức giận chỉ làm cản bước của thành công. Buông oán hận, tâm bình khí hòa đón nhận thất bại. Sau đó tiếp tục cố gắng mới có thể mang đến hy vọng. Bất luận dù bạn ở đâu, nơi nào, cũng đều phải biết học cách buông bỏ, bình thản với đời, thuận theo tự nhiên. Vì ấy cũng chính là một loại phúc mà không phải ai cũng có thể tìm kiếm được. Cổ nhân thường nói, dục tốc bất đạt, thực ra câu sau mới tinh túy nhất. Như Khổng Tử đã nói, vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành. Đừng muốn nhanh, đừng chú ý cái lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt được, chú ý cái lợi nhỏ thì đại sự không thành. Chúng ta không thể chỉ theo đuổi tốc độ một cách mù quáng, không thể ham cái lợi trước mắt. Chỉ có tích lũy nhiều mới đến gần được sự giàu có. Điều kiện đầu tiên cần thiết để thành công chính là tích lũy. Dục tốc tắc bất đạt, sao có thể đi thuyền vạn dặm? Những người chỉ muốn nhanh hầu hết đều không có kế hoạch lâu dài ổn định, rất khó đạt được mục tiêu. Muốn thuyền chạy được vạn dặm thì cần hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt. Không vội vàng, hành động ứng với thời thế. Khi gặp phải chuyện mà vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm. Gia Cát Lượng chăm chỉ cày ruộng ở Nam Dương, không vì trong lòng có nhiều hoài bão mà lựa chọn tham gia chính trường sớm. Còn Lưu Bị, một người hết lòng mưu cầu đại nghĩa, mặc dù thời gian rất quý giá, nhưng ông đã không lựa chọn bỏ cuộc khi lần đầu đến thăm Gia Cát Lượng bị gặp trở ngại. Lưu Bị và Gia Cát Lượng, họ hiểu sâu sắc rằng dục tốc bất đạt và việc ba lần tới nhà tranh tìm Gia Cát Lượng không chỉ thử thách lòng kiên nhẫn của Lưu Bị mà còn cho thấy tầm nhìn xa của Gia Cát Lượng. Họ đều biết rằng nếu không có tâm nhẫn nại, không coi trọng người tài, sẽ không thể đi xa được, càng không thể kiến lập vương triều Thục Hán. Chậm lại là một loại trí huệ, dùng tĩnh chế động mới là bậc đại trí. Ngày nay, mọi thứ đang phát triển nhanh chóng, mọi người đều vội vàng và thường quên mất lý do ban đầu. Những người bước đi quá nhanh trở thành câu tiếp theo của dục tốc bất đạt. Đó là kiến tiểu lợi tắc, đại sự bất thành. Cuối cùng không thể hoàn thành được việc gì. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng bắt đầu chậm lại. Chậm là dừng chân lại dành cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bao dung mọi thứ, không đua tranh, không dữ dội, không hoảng sợ. Thận trọng vững vàng và suy nghĩ cầu tiến, chậm rãi và có triển vọng là cách sống đúng đắn. Chỉ bằng cách sống chậm lại, chúng ta mới có thể bình an, tích lũy thành công và gặt hái được thành công. Nóng vội sẽ dẫn đến thất bại, vội vã đột ngột sẽ chỉ dẫn đến vong. Người khôn ngoan cũng giống như nho gia, hiểu rõ rằng không nên vội vàng. Người quá nhiều dục vọng thì bản chất tự nhiên sẽ nông nổi. Kỳ thị thâm giả, kỳ thiên kỳ thiền, ý nói, nếu một người có quá nhiều dục vọng ham muốn thì bản chất tự nhiên của người ấy sẽ là nông nổi. Một người có dục vọng quá nhiều thì sẽ khuyết thiếu trí tuệ và linh tính. Người như thế sẽ bị dục vọng làm cho mê muội mất cả ý chí, tham dục bại thân. Trong cuộc sống, khi một người tham tài, tham quyền, ham mê nữ sắc, thì khả năng phán đoán của họ sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đánh mất cả tâm trí của mình. Đó cũng là bước đầu của tai họa. Một người không lấy sự nghiệp và tu dưỡng làm trọng, không hiểu được cần phải tiết chế dục vọng, thì rất dễ dàng rơi vào sự nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lưu Thủy Bất Tranh Tiên, ý nói rằng, nước chảy không tranh lên trước. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, ý nói, nước là thiện nhất, là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh không giành lợi ích. Đặc tính của nước là chân thành giúp đỡ vạn vật, mà không tranh giành danh lợi, không tranh giành cao thấp,
cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Chính là bởi vì không tranh giành với vạn vật, cho nên không có oán hận lo âu. Bất tranh tiên không phải là không mong cầu vươn lên, tiến về phía trước, mà là tôn trọng quy luật của tự nhiên, không phá hoại cân bằng, không vì cái lợi nhỏ mà mất đi cái lớn để lạc mất bản thân mình. Làm việc không thể dựa vào sự gấp gáp nhất thời, cần làm đến nơi đến chốn. Cũng giống như nước, chậm rãi chảy xuôi theo dòng, không tranh giành trước sau, mà chỉ từng chút tích góp sức mạnh của bản thân. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, cũng giống như con người sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Kinh nghiệm phải dựa vào sự từng trải mới có thể đạt được những tích lũy phong phú. Trí huệ không phải là có được trong chốc lát, mà phải thông qua việc suy xét cảm nhận, dùng con mắt tinh tường để quan sát, đợi khi năng lực đầy đủ mới có thể bứt phá được. 2. Tâm ý phải vui. Tâm ý phải vui vẻ, không vui vẻ thì không thể vùng vẫy trong thế giới huyễn hóa này, cũng không thể kết thiện duyên rộng khắp được. Khổng Tử nói, căng mà không trùng thì văn võ không thể làm, trùng mà không căng thì văn võ không làm. Một căng một trùng, đó chính là đạo của văn võ. Trong công việc, học tập cũng vậy, cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi thì mới thu được hiệu quả kỳ diệu. Mỗi người chúng ta đều thích làm những sự việc mà chúng ta thích làm. Vậy nên, cần phải học được cách bồi dưỡng những hứng thú, sở thích của mình. Như thế, không chỉ có thể học được các tri thức ngoài công việc, làm phong phú đời sống bản thân, mà còn có thể nuôi dưỡng tình cảm. Bạn hy vọng mình có một sở trường, có một thành tựu, thì trước tiên phải bắt đầu từ bồi dưỡng hứng thú sở thích cá nhân. Trong cuộc sống, ai cũng phải đối mặt với những khó khăn, nhưng người có suy nghĩ tích cực sẽ nhẹ nhàng vượt qua được nhiều vấn đề. Chưa kể những người luôn có suy nghĩ tích cực sẽ trẻ đẹp hơn và cũng kéo dài được tuổi thọ hơn. Trong cuộc sống, một người có suy nghĩ tích cực sẽ luôn có tâm lý đón nhận sự việc tốt hơn. Dù gặp phải biến cố gì cũng không để bị rơi vào tình trạng lo âu, trầm cảm, thậm chí có thể dẫn đến hành động không nên làm. Người xưa có câu, trong cái xui có cái hên. Đây là câu nói hàm chứa suy nghĩ tích cực, giúp người gặp khó khăn suy nghĩ tích cực, xui cái này, nhưng lại hên cái khác. Ví dụ mình bị giật đồ trong lúc đi đường, nhưng nếu suy nghĩ tích cực sẽ thấy cái may là mình không bị tai nạn, còn nếu suy nghĩ tiêu cực, chỉ thấy việc mất đồ là buồn. Sống bần hàn vui vẻ, còn hơn giàu sang mà gặp họa. Benjamin Franklin, vị cha lập quốc của Hoa Kỳ, từng nói, tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, bởi từ bản chất nó không thể tạo ra hạnh phúc. Người càng sở hữu nhiều tiền, thì lại càng ham muốn nhiều tiền hơn. Doanh nhân Hoa Kỳ nổi tiếng Phin E. Taylor Bắc Núm cũng từng nói, tiền là một người chủ tồi tệ, nhưng lại là kẻ đầy tớ xuất sắc, và rõ ràng là không ai muốn có một ông chủ tồi tệ chi phối cuộc sống của mình. Bởi vậy, cổ nhân lựa chọn sống bần hàn, vui vẻ, còn hơn giàu sang, phú quý, mà nội tâm không thể an tĩnh. Con người ta, nếu có thể kiềm chế được ham muốn, dục vọng của bản thân và biết thế nào là đủ, thì dù sở hữu bao nhiêu tiền cũng không ngại, bởi vì lúc đó người làm chủ tiền. Ngược lại, nếu để cho tiền làm chủ người, thì thảm họa chắc chắn sẽ nảy sinh. Người chạy theo tiền thì không biết điểm dừng, thậm chí có thể mất đi đạo đức, bất chấp tất cả. Cổ nhân giảng, tiền bạc, vật chất, kỳ thực là thứ không thuộc về mình. Khi sinh không mang đến, khi tử chẳng đem theo. Hà cớ gì con người phải tranh đấu, dùng thủ đoạn hoặc bất chấp đạo lý để có được. Người ta dẫu có được thế rồi, thì cũng không thể cảm thụ tới hạnh phúc nhân sinh. Lại càng khó mà có được cảnh cuộc sống gia đình vui vẻ, vợ chồng yêu thương, con cái hiếu thuận. Sách Liệt Nữ Truyện có ghi lại một câu chuyện cổ về vợ của Vu Lăng Tử Trung như vậy. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở nước Sở có một người nổi tiếng nhân nghĩa là Vu Lăng Tử Trung. Vua Sở nghe danh, bèn sai sứ giả mang ngàn vàng đến để mời ông về phụng sự cho triều đình. Tuy nhiên, khi đón sứ giả và nghe chiếu chỉ, Vu Lăng Tử Trung không hề mừng rỡ, lại nói thác với sứ giả rằng, ở nhà tôi còn có vợ, để tôi bàn bạc với vợ đã. Nói rồi Vu Lăng Tử Trung đi vào nhà. Ông vào nhà xong liền nói với vợ, Sở Vương muốn phong ta làm tể tướng, sai sứ giả mang ngàn vàng.
làm tể tướng thì có nhiều ngựa xe, tùy tùng, của ngon vật lạ. Nàng nói xem có nên đồng ý không? Vợ Vu Lăng Tử Trung là người hiền hậu, đức hạnh, vốn đã biết ý chồng, bèn trả lời rằng hai vợ chồng bện dày cò vẫn đủ sống, làm bạn với đàn và sách vở. Trong đó vốn đã có niềm vui, ngựa xe, tùy tùng, nhà cửa, dẫu nhiều thì người ta vẫn chỉ ở trong một cái buồng nhỏ. Của ngon vật lạ có đầy thì người ta vẫn chỉ cần một miếng thịt là thấy ngon. Chỉ vì cái buồng và miếng thịt mà lo thay cho nước sở giữa thời loạn, tính mạng của hai vợ chồng cũng khó bảo toàn. Vu Lăng Tử Trung nghe vợ nói rất vừa ý, ra ngoài khước từ sứ giả. Sứ giả đi về rồi, cả hai vợ chồng cũng nhanh chóng rời bỏ chỗ ở. Sau này Vu Lăng Tử Trung nhận làm thuê chăm sóc vườn tược cho người, cùng vợ sống cuộc đời giản đơn, vui vẻ như thế. Duyệt qua khắp sử sách thời xưa, không thiếu những người hiền tài lựa chọn cuộc sống thanh bần, lạc đạo. Dẫu có nghìn vàng trước mắt, dẫu có vua quan cầu kiến cũng không lay động được chí hướng ấy. Họ thỏa mãn với niềm vui bình dị, tự mình làm ra lương thực để ăn. Hàng ngày có thể đọc sách, đánh đàn, sống gần gũi với đất trời. Họ vui với những thú vui tao nhã, thuận theo tự nhiên, không truy cầu ham muốn vật chất. Ngẫm ra, niềm vui ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng trong thời hiện đại kỳ thực lại rất đối xa xỉ. Bởi vì, trong xã hội truy cầu vật chất này, tâm con người ta khó có thể an tĩnh lại. Tâm bất an, thì ăn sẽ không cảm thấy ngon, ngủ sẽ không cảm thấy yên. Dần dần sẽ sinh nhiều bệnh tật. Sống như vậy có phải quá ư vất vả, mệt nhọc hay không? Đời người hiếm khi quá được trăm năm, có người chỉ được vài chục. Nếu dành thời gian ấy để theo đuổi và truy cầu vật chất, thì cái được không bằng cái mất. Cổ nhân dạy rằng, người vì danh lợi mà mất đi lý trí, gây tổn hại cho người khác, thì chính là thất đức. Phúc đức cứ tiêu hao rồi, thì tai họa sẽ nảy sinh. Nhà Phật còn dạy rằng, làm việc ác sẽ tạo ra ác nghiệp, phải hoàn trả trong ác báo. Hơn nữa không chỉ cá nhân hoàn trả, mà con cháu cũng phải hoàn trả. Đó chính là tặng hoa cho người, lưu lại dư hương, tặng gai cho người, tay mình chảy máu. Để tuổi già sống vui, sống khỏe, không nói về điểm yếu của người khác. Trong cuộc sống, ai cũng có lòng tự trọng và tính tự ái. Nếu cứ chăm chăm nói về khuyết điểm của người khác, sẽ làm ảnh hưởng đến sự tự tôn của họ. Vậy nên, không nói về điểm yếu của người khác là cách giữ tâm hồn mình luôn vui vẻ và yên bình hơn. Khi về già, nghĩa là đã đi qua một thời tuổi trẻ, thành công cũng nhiều, mà thất bại cũng không ít. Vậy nên, hãy sống khiêm nhường, không nên khoe khoang về quá khứ, cũng đừng nói nhiều về bản thân mình. Như vậy, không những khiến ta mất đi giá trị, mà đôi khi còn là nguồn gốc của mọi tai họa. Điều tối kỵ nhất của con người là khoe khoang năng lực bản thân và phô trương những thứ mình có trước mặt mọi người. Danh vọng và tài sản chỉ là những thứ ngoài thân, có đó, mất đó. Bởi suy cho cùng, giàu có là để cảm nhận chứ không phải đem ra phô trương. Không so sánh bản thân mình với người khác, bởi khi so sánh, tức là ta đã tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Người già thường hay nhìn vào thành tựu của người khác rồi so sánh. Điều này vốn không đem lại lợi ích gì, mà còn chứng tỏ ta không biết trân trọng những gì mà mình đang có, cũng như không nhận ra được giá trị của bản thân mà thôi. Vì thế, đừng ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Thay vào đó là học cách biết đủ đối với chính mình để cảm nhận hạnh phúc đích thực nhất. Khi bước sang tuổi xế chiều, hãy mở rộng lòng yêu thương nhiều hơn, vứt bỏ đi sự ganh ghét, đố kỵ. Tâm đố kỵ như thuốc độc, hại người, cũng là hại chính mình. Sống độ lượng, khoan dung, khi thấy người khác có điểm tốt nên vui mừng, nên học hỏi. Khi họ cần sự giúp đỡ, thì nên tận tâm, tận lực để giúp. Những gì làm cho người khác, cũng chính là đang làm cho bản thân mình. Cho yêu thương, nhận lại yêu thương. Trao hy vọng, sẽ gặt hái hy vọng. Muốn người khác đối xử tốt với mình, thì hãy đối xử tốt với họ. Giúp đỡ người khác, chính là đang gieo trồng hạnh phúc cho chính mình. Không tham lam, không tranh giành lợi ích, địa vị, tiền bạc, không phải là ngu ngốc, mà đó là ta có trí tuệ, uyên thâm hơn người. Không nên suy tính thiệt hơn quá nhiều, cũng đừng hẹp hòi, ích kỷ. Cứ rộng lượng cho đi, thì ta có thể nhận về nhiều hơn thế. Người thông minh không vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi tương lai lâu dài.
chịu thiệt nhất thời để đổi lấy lợi ích về sau. Đó chính là đạo lý, muốn nhận thì phải biết cho đi. Con người cứ mãi sống trong những tiếc nuối thì cả đời sẽ dần vặt không yên. Đường đời thẳng tắp và có những ngã rẽ. Do đó cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Quá khứ được ví như một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Con người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi. Dù quá khứ có đẹp đến đâu thì cũng đã qua. Vậy nên, hãy sống tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Chúng ta sống trên đời này, gặp người nào đó mà gương mặt họ lúc nào cũng có vẻ vui vui. Dù họ không cười, thì có thể kết luận một điều là người này sẽ rất sung sướng. Cuộc đời họ sẽ hạnh phúc. Vì khi kiếp này, cái mặt hiện ra vẻ vui vui là bởi vì kiếp trước thường xuyên vui vẻ một cách chân thật với mọi người. Mà vui vẻ chân thật với mọi người có nghĩa là thương người chân thật, cho nên họ đã từng giúp người rất nhiều. Nên có nhân quả của sự vui vẻ thế này. Một người mà thương người rất nhiều thì người đó sẽ giúp người rất nhiều. Giúp người rất nhiều thì luôn luôn vui vẻ với con người. Và cái thái độ vui vẻ đó chắc chắn sẽ rớt lại kiếp này. Là người đó từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên gương mặt luôn luôn phảng phất vẻ vui vui. Và nhìn người đó, mình báo ngay là cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc, tiền bạc vật chất sẽ đầy đủ. Không bảo đảm là sẽ giàu nhưng sẽ luôn luôn đầy đủ. Đi tới đâu cũng được người ta thương yêu. Ngược lại cũng vậy, nếu gặp một người nào mà thấy nét mặt cứ phảng phất nét buồn buồn, thì người đó thường hay bị người khác mưu hại, hay bị người khác ghét, hay gặp tai nạn và thường dễ chết yểu. Nên, gặp người như vậy, chúng ta phải kêu họ ráng tu, ráng làm phước, ráng thương người, giúp người để chuyển nghiệp đi. Còn nếu với gương mặt này 3 năm sau coi chừng họ chết yểu, đó là sự thật. Bởi vì nét mặt buồn buồn là vì đời trước hay khó chịu, không thương người, không giúp ai, và hay gây nỗi buồn cho người khác. Kiếp này gương mặt đó rớt trở lại và báo trước những quả xấu dễ xảy ra. Còn nếu nhìn một người vừa buồn, vừa vui thì sao? Thì cuộc đời người này có thăng có trầm, mà nếu nét buồn gần, nét vui sâu hơn thì người này giai đoạn đầu cuộc đời thì khổ, nhưng giai đoạn sau cuộc đời sẽ sung sướng. Nhưng đòi hỏi con mắt mình phải tinh thì mới thấy được. Đó chuyện quá khứ, cái nhân bây giờ, nếu kiếp này chúng ta sống vui vẻ, hòa ái, thân thiện, giúp đỡ mọi người thì kiếp sau mình sinh về cõi nào, sinh về nơi đâu. Chỗ nào mình không biết cái tên, nhưng mà trong cõi đó chỉ có niềm vui và chỉ có tình thương yêu. Những người sống trong cõi đó tràn đầy tình thương yêu với nhau, và trong đó không có đau khổ. Và như vậy, từ đây trở đi cho tới khi chúng ta từ giã cõi đời, thì chúng ta nguyện lòng sẽ thương yêu con người, và lúc nào cũng đem niềm vui, đem đạo đức, thái độ vui vẻ để ban tặng đến cho mọi người, cho cuộc đời này. Chúng ta cũng dặn với nhau điều này, chúng ta vui. Nhưng mà chừng mực, vui nhưng không sốc nổi, không gây chú ý, không làm ra vẻ nổi bật. Chúng ta vui vì chúng ta thương người và khiêm tốn, vui nhưng không dễ dãi, đôi khi phải biết nghiêm khắc để dạy người dưới. Khi giữ được sự vui vẻ thường xuyên, chúng ta có đạo lực, tạo nên cái lạc quan, nghĩa là không bao giờ chúng ta mất bình tĩnh hay buồn trước những biến động của cuộc đời. Tâm ý phải vui vẻ, không vui vẻ thì không thể vùng vẫy trong thế giới hoa lá này, cũng không thể kết thiện duyên rộng khắp được. Bạn không cần phải vui vẻ ở nơi làm việc, nhưng nó có ích cho sự nghiệp. Vì sao chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến niềm vui nơi công sở và làm cách nào để công ty có thể tạo nên một nền văn hóa, kết hợp niềm vui? Bạn có thể không suy nghĩ quá nhiều về cái gọi là niềm vui trong công việc. Bởi đối với nhiều người trong chúng ta, niềm vui dường như là thứ hiếm có khó tìm tại nơi làm việc. Tuy nhiên, trong khoảng 2 thập kỷ gần đây, rất nhiều công ty có xu hướng tiếp thị bản thân là những nơi làm việc vui vẻ, cởi mở, năng động. Bạn thấy từ vui vẻ xuất hiện trong các tin tuyển dụng, tài liệu tiếp thị và có lẽ được nói nhiều nhất là trong danh sách các giá trị hoặc hành vi của công ty. Nguyên nhân là bởi các tổ chức nhận ra rằng hầu hết mọi người đều muốn tận hưởng cuộc sống hàng ngày của họ. Nhiều người muốn có cơ hội để thả lỏng, nạp năng lượng sau công việc và tìm hiểu đồng nghiệp của họ ở mức độ cá nhân hơn. Vậy, vì sao chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến niềm vui nơi công sở và làm cách nào để công ty có thể nuôi dưỡng một nền văn hóa kết hợp niềm vui? Lợi ích của niềm vui trong công việc. Niềm vui có thể len lỏi vào nhiều môi trường làm việc khác nhau, và niềm vui trong công việc
có thể do chính chúng ta tạo ra. Bởi vì niềm vui vốn có tính xã hội, sức mạnh lan tỏa cao, nên nó làm tăng các mối quan hệ xã hội tại nơi làm việc. Chúng ta có thể tìm kiếm niềm vui từ những sự kiện văn phòng, lễ kỷ niệm, hoạt động gắn kết. Thông qua những sự kiện như vậy, chúng ta có thể tạo và củng cố mối quan hệ với những người mà chúng ta không trực tiếp làm việc cùng. Và khi mọi người đến với nhau trên tinh thần vui vẻ, họ sẽ tương tác nhiều hơn. Tiếp theo, niềm vui đã được chứng minh là thúc đẩy sự sáng tạo. Trong môi trường kinh doanh, những ý tưởng và bước đột phá mới có thể đến từ sự kết nối xã hội mà các sự kiện tạo ra tiếng cười hay sự sảng khoái có thể mang lại. Ở mức độ nền tảng hơn, nhiều đổi mới quan trọng nhất không đến khi mọi người đắm chìm trong công việc, mà là khi họ tham gia vào một hoạt động nào đó khiến tinh thần của họ thoải mái. Trong cuốn sách Wonderland, How Play Made the Modern World, tác giả Steven Johnson đã đưa ra các ví dụ về một số đổi mới quan trọng nhất của thế giới, đến từ việc thả lỏng tinh thần. Niềm vui kích thích sự sáng tạo và đổi mới, vì nó giúp chúng ta thoát khỏi những khó khăn trong công việc và cho chúng ta không gian để sáng tạo. Cuối cùng, niềm vui nơi làm việc có thể hoạt động như một cơ chế phục hồi khi gặp khó khăn. Các chuyên gia làm việc trong các ngành nghề áp lực cao như y tá và EMT luôn gắn kết với đồng nghiệp của mình thông qua sự hài hước, đôi khi là sự hài hước đen tối. Vui vẻ với những người khác có thể khiến nhân viên gắn bó và sảng khoái hơn. Bạn có thể làm gì để tạo ra và thúc đẩy niềm vui với tư cách là một nhà lãnh đạo hoặc nhân viên tại công ty của mình? Đầu tiên, niềm tin là yếu tố quan trọng nhất khi muốn kết hợp niềm vui vào công việc. Thả lỏng và tận hưởng niềm vui khi đang làm việc có thể song hành một số rủi ro cố hữu, bởi theo truyền thống, công việc và vui chơi được coi là đối lập nhau. Tuy nhiên, nếu nhóm của bạn tin tưởng lẫn nhau và cả nhóm tin tưởng trưởng nhóm, họ sẽ cảm thấy an toàn để vui vẻ trong công việc. Vì vậy, trước khi nhảy vào cuộc vui, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập một nền tảng vững chắc về niềm tin với những người đồng hành với mình. Thứ hai, bạn sẽ muốn xem xét góc nhìn của đồng nghiệp của bạn về niềm vui trong công việc. Một số người có thể nghĩ rằng, đã làm việc là phải nghiêm túc, sự đùa cợt hay cười nói khi đang làm việc là không nên. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về tinh thần làm việc. Vì vậy, trước khi lựa chọn hành động ra sao, hãy học cách quan sát. Đôi khi, sự hài hước của bạn có thể là sự vô duyên, thiếu trách nhiệm trong mắt người khác. Vui vẻ có thể là một giá trị tốt tại nơi làm việc, nhưng hãy xem xét liệu nó có đang được kích hoạt theo những cách thực sự thú vị và hòa nhập với mọi người hay không. Một câu hỏi đơn giản, vui vẻ có ý nghĩa gì với bạn? Và bạn muốn tận hưởng niềm vui tại nơi làm việc như thế nào? Có thể là một gợi ý giúp bạn hiểu nhóm mình thích điều gì hơn. Cuối cùng, hãy nhất quán và gắn bó với các giá trị của công ty. Mỗi một công ty có một văn hóa và tác phong làm việc khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đi theo văn hóa đó. Ví dụ, tại Betterup, họ đánh giá cao niềm say mê và sự vui tươi của nhân viên. Họ tin rằng những ý tưởng tuyệt vời đến từ sức khỏe và hạnh phúc. Vì vậy, không có gì lạ khi họ kết hợp những câu chuyện hài hước, trò đùa vui vẻ, đôi khi là một chút gì đó khá ngốc nghếch vào các cuộc họp hàng ngày của mình để thêm gia vị. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là các nhân viên cũng cần có một góc nhìn mới cởi mở hơn trong cách tiếp cận của mình. Tuy nhiên, nếu công ty của bạn có nhiều giá trị truyền thống hơn hoặc chủ đề của cuộc họp cần sự nghiêm túc 100%, vậy thì đừng cố gắng đưa nó vào cuộc chơi. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không có chỗ cho niềm vui, chỉ là nó có thể cần phải ở một định dạng khác, ở những dịp khác. Bạn thấy đấy, ai cũng có quyền chọn cho mình một tinh thần làm việc, một môi trường làm việc hợp với giá trị quan của bản thân. Hầu hết chúng ta đều nhắc tới công việc như một phương tiện để kiếm sống. Chúng ta hiếm khi coi nó là một khía cạnh hiển nhiên của cuộc sống. Đó là lý do vì sao có nhiều người trẻ nhảy việc, chán nản với công việc của mình tới như vậy. Sống ra sao? Làm việc thế nào hoàn toàn do bạn chọn lựa. Thay vì đi làm hàng ngày với sự chán nản, hãy tìm cách đưa thêm niềm vui vào trong công việc hàng ngày của mình. Buồn cũng là một ngày, vui cũng là một ngày. Vậy tại sao không chọn vế thứ hai và khiến cuộc sống công sở của mình phong phú hơn? 3. Tâm trí phải khổ. Tâm trí phải khổ, không khổ thì không có đủ sức nhẫn nại. Bảo kiếm sắc bén là do mài giũa ra, hoa mai tuyệt sắc là do chịu khổ trong giá lạnh. Khổ cái tâm trí là để nuôi dưỡng và tăng cường những khả năng mà họ còn chưa đủ.
ví như những chiến sĩ xa trường, da ngựa bọc thây thì sẽ không ngại đổ máu, bậc thánh hiền sẽ không ưu sầu bởi những lời phỉ báng. Chí hướng cao xa, cần phải có một trái tim kiên định để thực hiện lý tưởng. Quá trình này đã chú định rất gian khổ. Ngọc bất trác, bất thành khí, không có gian khổ tôi rèn, thì làm sao có món đồ quý đẹp được. Con người chỉ có thể sử dụng những của cải vật chất hữu hình trong thời gian ngắn. Còn những kinh nghiệm tích lũy được từ trong gian khổ chính là loại tài phú vô hình, mà loại tài phú này lại thời thời, khắc khắc không ngừng khích lệ lòng người biết vươn lên. Những thành tựu của con người thế gian và uy đức của người tu luyện đều đến từ khổ nạn. Vậy thì, những trải nghiệm trong khổ nạn chẳng phải là một kiểu tài phú của đời người hay sao? Khổ cái tâm trí là để nuôi dưỡng và tăng cường những khả năng mà họ còn chưa đủ. Sách không muốn xem, lại càng phải xem. Ban ngày học tập, nếu như cảm thấy phiền não bất an, vậy hãy tập trung tĩnh tọa, loại bỏ phiền não, cũng như đọc sách. Dù không muốn cũng nhất định phải xem. Nó cũng như là kê thuốc đúng bệnh, cũng là một phương pháp đúng đắn. Cảm ngộ, những ưu phiền nông cạn trên bề mặt thường được bắt nguồn từ bản năng tránh khổ tìm sướng của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta càng muốn cuộc sống thanh nhàn, hưởng thụ sự dễ chịu, thoải mái, thì lại càng không thể trưởng thành, không thể tiến xa hơn, thậm chí càng khiến bản thân thêm phiền toái, lo âu. Vậy nên, người càng muốn an nhàn, thoải mái, thì lại càng phải vượt lên nghịch cảnh, vượt lên chính mình. Khi chúng ta càng không muốn làm một điều gì đó, thì lại càng phải cố gắng đi thực thi. Đây cũng chính là sự tôi luyện tâm tính của chính mình. Đời người tuy rằng ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian chỉ vẹn vẹn mấy chục năm ấy, bất kể ai đến với thế gian này cũng đều phải chịu đựng khổ nạn ở các mức độ khác nhau, và đều phải trải qua sinh lão bệnh tử. Dẫu rằng, ý nghĩa của đời người không hoàn toàn nằm ở việc nhẫn chịu khổ nạn, nhưng vượt qua khổ nạn lại là con đường dẫn đến thành công mà rất nhiều người ắt phải trải qua. Nếu một người muốn giữ được sự thịnh vượng, điều quan trọng nhất là phải khiêm tốn. Lúc thịnh vượng bớt khoe khoang, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn khi biến cố đột nhiên ập đến. Bạn dũng mãnh bao nhiêu, khó khăn sẽ yếu đuối bấy nhiêu. Thế gian này không có bữa cơm miễn phí, đời người vui buồn. Mỗi thứ một nửa, đằng sau cái gọi là thành công, là vô số những sự đắng cay, xót xa. Trong những năm tháng tối tăm ấy, họ phải chịu đựng những nỗi khổ mà người khác không chịu đựng được, những nỗ lực họ bỏ ra dù không được công nhận. Nhưng, càng là những trải nghiệm khó khăn, càng để lại nhiều dư vị xứng đáng. Chín chắn nhờ nghịch cảnh, thành công nhờ đường cùng. Bạn có thể chịu được bao nhiêu tủi thân, thành tựu sau này bạn đạt được sẽ càng nhiều. Một người muốn biến thân thật hoa lệ, nhất định phải trải qua hai kiếp nạn, một là nghịch cảnh, hai là bước đường cùng. Chỉ trong nghịch cảnh, chúng ta mới nhìn thấu được thói đời, thế sự và chạm được tới những cái bản chất nhất của cuộc sống. Chỉ trong bước đường cùng, ta mới biết cuộc sống nó đáng quý tới nhường nào. Lúc này, bản năng sinh tồn sẽ phát huy tối đa tiềm năng của bạn. Đây chính là ân huệ mà bước đường cùng đem lại cho bạn. Che chịu đựng suốt 4 năm chỉ mọc ra 4cm, để rồi bắt đầu từ năm thứ 5, phát triển mạnh mẽ với vận tốc 30cm. Chỉ trong vòng 6 tuần có thể cao tới 15m. Hoa sen trong suốt 29 ngày mới chỉ nở được nửa cái hồ. Nhưng tới ngày thứ 30, chỉ trong một đêm, chúng có thể nở đầy ấp hồ. Đây chính là sức mạnh của việc chịu đựng. Nó là nguồn năng lượng tích lũy để một ngày nào đó ta bùng phát ra bên ngoài. Phàm là những thứ không đánh bại được bạn, sau này nhất định hữu dụng với bạn, khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Thế gian này, khổ nạn là cân bằng. Hôm nay bạn tránh không muốn chịu khổ, sau này, nó nhất định trả lại bạn gấp đôi. Đắng cay và ngọt ngào không độc lập, mà cùng tồn tại cân bằng, giống như bóng tối và bình minh, thất bại và thành công. Khi bạn đang ở một đầu, chỉ có chịu đựng mới có thể dẫn bạn đến đầu kia. Người bình thường và cao thủ, khi rơi vào nghịch cảnh và bước đường cùng, đều sẽ cho ra những trình độ xử trí khác nhau. Những nhận thức, tri thức, tư duy phía sau sẽ quyết định thành bại của họ. Người bình thường, oán trách số phận, đối mặt một cách tiêu cực, rồi dần dần để bèo giạt mây trôi. Cao thủ thì ngược lại, luôn tích cực suy nghĩ, nắm bắt cơ hội, nhìn thấu chân tướng, rồi từ từ đứng lên sống sót qua tuyệt vọng. Bạn chịu đựng được mức độ tủi thân nào,
quyết định bạn trở thành loại người ra sao. Một người không biết bơi, đổi bể bơi không thể giải quyết được vấn đề. Một người không biết làm việc, đổi công việc không thể giải quyết được vấn đề năng lực. Một người không biết đối đãi, cư xử trong tình yêu, đổi bạn trai bạn gái không giải quyết được vấn đề. Một người không biết cư xử với người thân, có đổi vợ chồng cũng không giải quyết được vấn đề. Một người không hiểu luân lý nơi làm việc, tuyệt đối không thể thành công. Tôi là căn nguyên của mọi vấn đề, muốn thay đổi tất cả. Trước tiên, hãy thay đổi bản thân. Học hỏi là cái gốc nếu muốn thay đổi bản thân. Bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Thế giới của bạn, do chính bạn tạo ra. Tất cả của bạn, đều là do bạn tạo ra. Tiểu thuyết gia Marquette đã nói trong cuốn sách nổi tiếng Thế giới, Trăm năm cô đơn, như sau. Sau cùng, tất cả những huy hoàng từng có trong đời cũng cần được đền đáp bằng sự cô đơn. Thăng trầm là điều ai cũng phải trải qua, chẳng qua là có người mới thoáng nhìn qua đã không chịu nổi cô đơn, nên đến lúc vượng khí đến thì bị bỏ lỡ. Đời người, ai cũng từng trải qua khoảng thời gian tăm tối, lúc này xung quanh không có bạn bè, người thân không hiểu, xã hội không công nhận công sức của bạn, chỉ có sự cô đơn bên cạnh. Khi hào quang của thành công xuất hiện, một lúc nào đó, sự cô đơn ấy tan biến vào không gian mà bạn chẳng kịp nhận ra. Vậy nên, có hai điều cần nhớ để thu hút vượng khí. Giai đoạn đầu, việc buộc bạn chấp nhận sự cô đơn đang hiện hữu là điều rất khó, nên hãy tìm cách vượt qua nó. Có một câu nói phổ biến trong kinh dịch, tạm dịch là một phút trên sân khấu, bằng 10 năm khổ luyện sau cánh gà. Để biểu diễn trên sân khấu chỉ trong một vài phút, bạn phải khổ luyện hàng chục năm mới làm được. Ngày nay, nhiều người trẻ tuổi, về cơ bản không thể chịu được cô đơn. Mới bắt tay làm việc chăm chỉ vài phút trước đã thấy buồn chán, vì chỉ có một mình. Đi làm chung với bạn mỗi ngày, nhưng hôm nay bạn xin nghỉ thì buồn thiu vì chẳng có ai bên cạnh nói chuyện, người lại cảm thấy khó chịu. Lúc nào họ cũng nhìn những người trẻ khác thành công, rồi tự hỏi tại sao thành công chưa đến với mình. Những người nghĩ như thế này mới là chuẩn ếch ngồi đáy giếng. Bạn chỉ biết nhìn vào thành công của một người mà không hề chú ý đến quá trình thành công của người đó. Cũng có những lúc người ta thất bại, cô đơn, chán nản, thậm chí là tuyệt vọng, bạn có biết không? Không có gì là tự nhiên cả. Đằng sau tảng băng danh vọng là cả một quá trình cố gắng, bị phủ định, thậm chí là cô đơn. Nếu không có những điều này, sẽ chẳng có cái gọi là thành công. Những người nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, khi còn trẻ đều là những chàng soái ca và họ cũng đã khiến hàng triệu cô gái mê mẩn. Tại sao chúng ta lại biết họ? Bởi sự cố gắng, nỗ lực trong âm thầm đã tạo cho họ kỹ năng diễn xuất tốt và để lại ấn tượng trong mắt khán giả. Lấy Lưu Đức Hoa làm ví dụ, anh ấy là một người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí. Tuy nổi tiếng, nhưng anh vẫn không ngừng học tập nâng cao kiến thức. Anh buộc bản thân thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày trong suốt 10 năm và tiếp tục học tập để nâng cao tri thức. Khi ở tuổi 50, anh ấy cũng lấy bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Su Yan Hồng Kông. Ngoài ra, Lưu Đức Hoa còn chia sẻ hy vọng bản thân có thể trở thành tấm gương để các bạn trẻ học tập, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho thật tốt. Bạn thấy đó, nếu bạn chưa trải qua một mùa đông cô độc, khắc nghiệt, thì mùa xuân đẹp đẽ khó đến với bạn một cách trọn vẹn. Trên đời này, nếu bạn có một cuộc sống cứ bình bình, thì thường là bạn sẽ không được sung túc như vậy. Khi bạn trải qua mùa đông lạnh giá trong cô đơn, bạn mới biết rằng thời gian này là của cải lớn nhất của cuộc đời bạn. Rất nhiều thay đổi lớn lao trong cuộc sống đều bắt nguồn từ đau khổ, khó khăn và để giải quyết chúng, điều chúng ta phải làm là nghiến răng chịu đựng và giải quyết vấn đề. Và trái ngọt sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất. Biết khiêm tốn, chừa đường lui khi làm ra được thành quả ban đầu. Nhiều người lớn tuổi xung quanh bạn, hầu hết đều đã từng có một thời sung túc khi còn trẻ. Ai cũng đã từng có một thời điểm nào đó mà họ đã thành công. Nhưng hầu hết mọi người đều không nhận ra. Trên thực tế, giữ được doanh nghiệp khó hơn khởi nghiệp. Điều mà nhiều người vô tình bỏ qua. Bước vào thời điểm công việc thuận lợi, sắp ăn nên làm ra, đại đa số mọi người đều bắt đầu phấn khởi. Cảm thấy ngày lành tháng tốt cuối cùng cũng đến rồi, mình cuối cùng cũng sắp thành công. Cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Và vào thời điểm này,
bạn chỉ tạo ra một số lợi nhuận nhỏ nhưng lại mặc sức phung phí, bỏ qua nhiều cơ hội tiến thân. Sau vài năm ăn chơi, thì bạn trắng tay. Đến khi bạn muốn kiếm tiền, cơ hội đã biến mất. Lúc này, bạn đang hụt hẫng, vẫn đang nghĩ đến chuyện quay lại, nhưng đâu biết rằng sự khởi sắc này đã tiêu hao hết vận may của bạn. Ai cũng hiểu rằng, có thể kiếm được số tiền lớn, nói chung là do may mắn, do ông trời ban cho bạn, nên hãy dùng đúng lúc và đúng lượng. Trên đời này còn nhiều người lắm, ông trời không thể nào cứ chỉ quan tâm đến bạn. Nếu một người muốn giữ được sự thịnh vượng, điều quan trọng nhất là phải khiêm tốn. Lúc thịnh vượng bớt khoe khoang, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn khi biến cố đột nhiên ập đến. Trong giới tử thư, Gia Cát Lượng đã nói, tĩnh lặng tu thân, kiệm dùng dưỡng đức. Sự tu thân của người xưa thực sự là một trí tuệ tuyệt vời. Tu để rèn luyện tính khiêm tốn, rèn luyện tính kiên nhẫn và sự dẻo dai của mình. Đây mới là của cải lớn nhất của con người. Trải qua những điều khó khăn nhất, làm những điều người thường không thể chịu nổi, chúng ta mới có cơ hội đạt được thành công. Phú quý không mời cũng tự đến. Muốn được hưởng thụ, trước hết phải chịu khó. Muốn được thành công, phải chấp nhận đổ mồ hôi và công sức. Cho nên, mỗi một người có thể đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp đều từng phải âm thầm trả giá và chịu đựng rất nhiều sau lưng mà rất ít người hay biết. Để trở nên xuất sắc như vậy, họ phải biết nhận ra rằng thành công trên con đường thành công thì không có lối tắt, muốn được hạnh phúc phải tự tay mình tạo ra. Trong cuộc sống, mỗi người có một công việc riêng, ngành nghề riêng và lĩnh vực riêng. Mục tiêu hướng tới khác nhau, cho nên cái nhìn về thành công cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Nhưng có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi trong mọi hoàn cảnh, đó chính là mỗi một người thành công đều có được thành tựu to lớn trong lĩnh vực nào đó. Sống trên đời, ai cũng muốn mình trở nên giỏi giang, nhưng lại không biết phải nỗ lực phấn đấu theo cách nào. Thật ra, ngoại trừ năng lực chuyên môn, chúng ta càng phải chú ý nhiều hơn tới hành động, cử chỉ và thói quen sinh hoạt của ngày thường. Một người có thể đạt tới thành công hay không, chẳng bao giờ phụ thuộc vào việc anh ta có thể khoe khoang nhiều đến mức nào, mà phải xem xét hành vi và năng lực của họ có tương xứng với nhau hay không. Người thất bại có muôn hình vạn trạng với đủ kiểu lý do, nhưng người thành công lại thường có các ưu điểm chung nhất định. Không có thành công nào đến dễ như trở bàn tay, mà chúng ta phải trải qua càng nhiều khó khăn, càng nhiều thử thách, tích lũy được càng nhiều kiến thức và lắng đọng được càng nhiều kinh nghiệm, thì mới có ngày gặt hái được thành tựu lớn cho bản thân. Cuộc đời luôn tràn ngập vô số gập ghềnh mà chúng ta phải đối mặt. Những người không có một tinh thần quả cảm, kiên trì thì rất dễ bị thực tế quật ngã, đánh mất cơ hội tự nắm giữ vận mệnh của bản thân. Ngược lại, với những người vĩnh viễn không bao giờ biết chịu thua, khi đối mặt với khó khăn thì luôn dũng cảm để thử thách, có thể chịu đựng những thất bại ê chề, có đủ năng lực để vượt qua chông gai, thì mới có cơ hội tạo ra tương lai tươi sáng ở phía trước. Giống như có người từng nói rằng, nếu muốn đạt hái thành công, bạn không chỉ cần có năng lực vượt trội, mà còn cần có một tinh thần bất bại trước mọi khó khăn. Làm được như vậy, chúng ta mới có cơ hội hưởng thụ phúc phần, phú quý không mời cũng tự đến. Cổ nhân từ xưa đã dạy rằng, càng nỗ lực, càng thành công, càng kiên trì, càng may mắn. Những người có tư cách để đứng trên đỉnh của kim tự tháp nhất định phải là một người luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Cho nên, may mắn tự nhiên cũng đi theo họ như bóng với hình, góp phần tạo ra một tương lai hạnh phúc mỹ mãn, một sự nghiệp mã đáo thành công. Trong cuộc sống, chẳng có giàu sang, hạnh phúc hay thành công nào đến một cách dễ dàng và tự nhiên với những người lười biếng, không chịu khó, chịu khổ. Jimmy là một người nông dân quanh năm trồng cấy, suốt ngày ở ngoài cánh đồng, mưa tuôn, nắng cháy, công việc vô cùng vất vả. Một ngày nọ, trời nắng chói chang, cả cánh đồng trồng dưa của Jimmy khô cằn trơ gốc. Jimmy ẻ cổ gánh từng thùng nước để tưới cho những gốc dưa đang ra hoa. Người bạn cùng làng lên thành phố làm ăn đã lâu, đi qua thấy Jimmy đang ngồi thở dốc vì mệt. Liền bảo, tôi đã nói với anh từ mấy năm nay rồi, bán hết ruộng đất đi lên thành phố làm ăn có phải sung sướng không? Ngày nào cũng quần quật mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Jimmy phân bua, nhưng tôi có biết làm gì ngoài trồng cấy đâu. Bán hết đất đai đi rồi thì sống vào đâu? Người bạn nghe vậy cười khẩy bỏ đi. Ngồi trong ngôi nhà rách của mình,
Jimmy lại nhớ tới câu nói của người bạn. Jimmy nghĩ, hay mình bán quách đất đai đi, lên thành phố làm ăn chứ cứ thế này mãi, làm việc cực khổ mà vẫn nghèo. Ngồi nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Jimmy mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mọi người dân trong làng mỗi người vác một thanh gỗ dài kéo nhau đi ra khỏi làng. Jimmy thấy lạ liền hỏi thì được trả lời. Họ đi đến một vùng đất trù phú, giàu có và hạnh phúc. Nhưng để đến đó mỗi người phải vác theo một thanh gỗ dài và nặng. Jimmy thấy thế thích quá liền xin đi theo và cũng được phát một thanh gỗ. Cả đoàn người cứ thế vác gỗ lầm lũi bước đi dưới trưa hè nắng gắt mà không thấy ai kêu ca. Đến ngày thứ hai, mệt quá, Jimmy mới nghĩ, chỉ cần vác một thanh gỗ là được, mà gỗ thì có thanh dài, thanh ngắn, chi bằng ta chặt bớt đi cho đỡ nặng, và anh ta lấy dầu ra chặt bớt 1/3 thanh gỗ. Quả nhiên, bước đi nhanh hơn hẳn, Jimmy rất khoái chí nhìn những người khác đang nặng nhọc bước đi. Hai hôm sau, Jimmy lại chặt bớt thêm 1/1 của thanh gỗ. Hôm sau thì anh ta chẻ đôi thanh gỗ ra và bước đi đơn giản với một khúc gỗ nhẹ bẫng trên vai. Hôm sau đến một vực sâu, tất cả mọi người đều bỏ thanh gỗ của mình ra bắc làm cầu và đi qua dễ dàng. Sang bên kia là đến vùng đất hứa. Jimmy lúc này mới tá hỏa vì khúc gỗ của mình ngắn không đủ bắc qua. Loay hoay tìm cách sang bên kia, Jimmy rơi tõm xuống vực. La hét rồi tỉnh dậy. Người Jimmy ướt sũng mồ hôi vì sợ. Jimmy ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ và anh ta đã hiểu ra, biết mình phải làm gì. Từ hôm ấy, Jimmy chăm chỉ chăm sóc ruộng nương, không quản ngại mưa nắng để hy vọng có vụ mùa bội thu. Trong cuộc sống, chẳng có giàu sang, hạnh phúc hay thành công nào đến một cách dễ dàng và tự nhiên với những người lười biếng, không chịu khó, chịu khổ. Hãy tận tâm, tận lực, cố gắng hết sức, sẽ đến một ngày bạn thu hoạch được trái ngọt thành quả. Muốn chí hướng kiên định, dốc sức thực hiện, thì phương pháp tốt nhất không gì bằng đà mưu, suy nghĩ sâu xa. Phương thức an toàn nhất, không gì bằng an lòng chịu nhẫn nhục. Nhiệm vụ quan trọng ưu tiên nhất, không gì bằng tu đức. Nguyên văn, phù trí, tâm độc hành chi thuật, trường một trường ư bác mưu, an một an ư nhẫn nhục, tiên một tiên ư tu đức. Toàn tâm dốc sức thực hiện chí hướng, thì đó là cái gốc của lập thân, thành tựu danh vọng. Tầm quan trọng của lập chí cũng không cần nói nhiều. Chim sẻ, chim én sao biết được chí chim hồng, chim hộc. Từ xưa đến nay, người trong lòng ôm chí lớn đều cô độc. Hoàng Thạch Công gọi đó là tâm độc hành. Muốn lập chí lớn, làm được đại sự, không thể không an tâm dưỡng đức, dũng cảm chịu nhẫn nhục, mưu tính kế hoạch tỉ mỉ kỹ lưỡng. Như sách đại học nói, biết dừng thì sau đó mới định, định thì sau đó mới có thể tĩnh, tĩnh thì sau đó mới có thể an, an thì sau đó mới có thể nghĩ, nghĩ thì sau đó mới có thể đắc được. Có câu nói này rất dễ hiểu, đọc lên đã thấy quen thuộc, như có dư vị, kiên trì đến cùng. Đúng vậy, đưa đò phải đưa qua bên sông. Xây tháp phải xây đến đỉnh chính là bảo chúng ta làm việc phải dụng tâm, phải có nghị lực và tinh thần kiên trì đến cùng. Khi đã hiểu rõ đạo lý kiên trì, lại có thể thực hiện được tinh thần kiên trì không mệt mỏi, thế thì bất kỳ sự tình gì cũng khó mà quấy nhiễu được người như vậy. Bởi vì loại người này ắt sẽ có năng lực nhẫn nại, vượt qua khó khăn, không sợ trắc trở. Do đó, khi anh ta đã quyết định làm việc gì, thì sẽ nhất định làm đến cùng, không khó khăn nào có thể đẩy lùi. Nhìn khắp thế gian, người thế nào mới có thể đạt được thành tựu? Đương nhiên là người hiểu được đạo lý kiên trì đến cùng. Đây cũng chính là bí quyết để có được vinh quang, được người đời sau coi là tấm gương học tập noi theo. Ví như những chiến sĩ xa trường ra ngựa bọc thây, thì sẽ không ngại đổ máu, bậc thánh hiền, sẽ không ưu sầu bởi những lời phỉ báng. Chí hướng cao xa cần phải có một trái tim kiên định để thực hiện lý tưởng. Quá trình này đã chứa đựng rất nhiều gian khổ. Người xưa có dạy, ngọc bất trắc bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, nghĩa là hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài giũa thì cũng chẳng thành món đồ chân quý được. Con người ta không học qua thầy hay, bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người. Người không hiểu đạo lý cuộc đời, dễ lầm tưởng về khả năng bản thân, hay coi mình là trung tâm của vũ trụ, muốn người người phải theo ý mình. Người không hiểu đạo lý nhân sinh, hễ gặp khó khăn trở ngại là thối chí, hễ gặp thất bại là coi cuộc đời bất công, hễ gặp nghịch cảnh,
khó nạn là tuyệt vọng, muốn tự kết thúc cuộc đời. Cuộc đời con người rất trân quý, chúng ta đến với thế gian này chỉ có mấy chục năm, nhiều thì cũng trăm năm. Nếu không hiểu đạo lý làm người, ý nghĩa nhân sinh, thì kiếp này cũng trôi đi vô ích. Khác nào loài cỏ cây, xuân tốt tươi, đông héo tàn. Khác nào loài côn trùng, hè về di dị hát ca, thu qua là đã lìa xa cõi đời. Nếu mọi việc đều thuận lợi, dễ dàng, thì ai biết ai là người trí tuệ, ai kẻ phàm phu, ai biết ai là anh hùng tuấn kiệt, ai kẻ tiểu nhân. Vậy nên, người xưa có dạy, gian nan luyện trí anh hùng. Khó nạn càng lớn, thì khi thành tựu càng vĩ đại. Chỉ có niềm vui sau đau khổ, mới là niềm vui thực tại. Còn như chưa có khóc, ắt cũng chẳng có vui. Tuy có đau khổ, nhưng lại nhờ đó mà được an vui, mà được vui vẻ. Cảm ngộ, ví dụ một người ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, sau một thời gian cũng cảm thấy hương vị bình thường, không còn thơm nữa, và ngày ngày sống cuộc sống đủ đầy như ăn Tết, đến khi Tết đến lại chẳng biết cảm giác Tết là gì. Vậy nên, làm người thì đừng ngại khổ, bởi đó cũng chính là nền tảng cho sự vui vẻ, hạnh phúc mai sau. Cũng như người muốn thành công, thì phải trải qua thất bại. Muốn nên người, thì phải trải đắng cay. Người mà không qua rèn giũa, thì đâu thể trưởng thành. 4. Luôn lạc quan trong cuộc sống. Trên đời này, hạnh phúc lớn nhất của một người, có lẽ không ngoài việc trong lòng không có phiền muộn. Tai họa của một người, có lẽ không có gì đáng sợ hơn đa tâm. Người ta cả ngày phải vất vả cực nhọc kiếm sống, bị những chuyện vụn vặt vướng víu quanh thân. Lúc tỉnh ra mới hiểu được rằng, bình an, vô sự, nhẹ nhàng chính là hạnh phúc lớn nhất. Nhân tình thế thái là vô thường. Nhân tình thế thái của con người trong thế gian sẽ biến đổi, lúc nóng lúc lạnh, tùy theo tình cảnh khó khăn hay thuận lợi của con người. Sắc mặt của con người cũng thuận theo địa vị cao thấp của đối phương mà biến đổi nhiệt tình hay lạnh nhạt. Bợ đỡ nịnh nọt là thái độ thường bình thường trong cuộc đời. Khi con người nhận ra được điều này thì sẽ biết cách xem nhẹ sự thay đổi của nhân tình thế thái. Khi không được như ý hay bị đối xử lạnh nhạt cũng không còn cảm thấy tức giận trong lòng. Khi đắc ý, được người ta theo đuổi cũng không còn quá vui mừng mà luôn phải giữ sự minh mẫn bình thản trong tâm. Nhân hữu thiên toán, thiên tắc nhất toán, ý nói con người có ngàn tính toán cũng không bằng một tính toán của trời. Có lẽ, trong lòng mỗi người, ai cũng đều có những tính toán nhỏ nhặt, để bản thân thu được lợi ích. Tuy nhiên, con người có tính toán nghìn vạn lần, tính tới tính lui cho bản thân, cũng là người tính không bằng trời tính. Thiên tắc nhất toán, trời tính là tính như thế nào? Chính là căn cứ theo lượng đức nhiều ít của mỗi người. Đức mà nhiều, thì sẽ được hưởng nhiều phúc lộc. Còn đức ít, nghiệp nhiều, thì có tính toán nhiều đến đâu cũng không thành, có khi còn mang họa đến thân. Cổ nhân thường nói, người thiện, người ác, trời không ác, kẻ ác, người sợ, trời không sợ, người hiền, người khinh, trời chẳng khinh, người có thiện niệm, trời tất có bảo hộ, người trung hậu, phúc tất sẽ tới. Quân tử chi mệnh, bất toán mệnh, ý nói, người quân tử hiểu vận mệnh không đi đoán mệnh. Vạn sự vạn vật đều có thời, có vận, có thế. Thời, chính là thời cơ, có thiên thời mà vận khí chưa đến, cũng khó tránh khỏi rơi vào thất bại. Vận, chính là sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi chưa có sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì vận sẽ bất động. Vận không khởi động, thì con người cũng lâm vào nguy khốn. Thế, chính là sự sai lệch về tình thế. Sự sai lệch càng lớn, năng lượng càng lớn sẽ ào ào như thác nước. Khổng Tử giảng, bất chi mệnh, vô dĩ vi quân tử giã, nghĩa là không biết mệnh trời, thì không thể làm người quân tử. Chi mệnh trước tiên là biết được mệnh của tự thân. Chính là nên hiểu được rằng là, một con người khi được sinh ra trong thế gian này, nên làm sao để lập thân xử thế. Tiếp nữa là biết tới thiên mệnh, chính là sau khi đã trải qua những thăng trầm trong cõi nhân sinh, thì hiểu được đạo tự nhiên của trời đất, từ đó có thể tuân theo mệnh trời. Một người sau khi hiểu số mệnh con người và trong lòng không có hoài nghi, thì có thể thản nhiên đón nhận mọi thứ, tự nhiên cũng sẽ không cần đi đoán mệnh nữa. Luôn giữ nụ cười trên môi, đem những điều tốt đẹp và thiện ý đến cho những người bên cạnh bạn. Như vậy, sẽ có thể kết thiện duyên với những người xung quanh bạn,
dù là người quen hay người lạ, đều có thể cảm nhận được sự thiện ý của bạn. Cũng từ đó, những xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống của bạn cũng ít dần đi, trở nên càng ngày càng thuận lợi tốt đẹp. Đây chính là khởi đầu trong việc cải biến vận mệnh. Quý vị thân mến, hồng trần cuồn cuộn, đằng đẵng tháng năm, biết bao người từng cảm thán mà thốt lên rằng nhân sinh như mộng, kiếp người tựa kiếp phù vân. Khi thân nằm trong cảnh, thử hỏi mấy ai có thể thấu rõ hồng trần, thấu tỏ đâu là thực, đâu là hư. Nhân sinh tại thế, chuyện không vui chiếm phần đa số. Nào là gia đình bất hòa, nào là công việc bế tắc, nào là học hành áp lực, nào là sự nghiệp bấp bênh, khiến chúng ta cứ mãi quay cuồng trong vòng xoáy ấy, mà dần dần già đi tự lúc nào chẳng hay. Giống như hai câu thơ ai đó đã từng viết, sớm còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu. Cuộc đời sớm đỏ chiều phai, nay còn mai mất nào ai biết ngờ. Đời người cũng lại tựa như dòng sông chảy mãi, đầu nguồn con nước, triền đá gập ghềnh, dòng thác lên xuống bấp bênh vô định. Nhưng chỉ cần trở về với biển lớn mênh mông là lại êm đềm như nằm trong lòng mẹ, hạnh phúc, yên bình. Con người chúng ta cũng lại thế, trải qua tháng năm rằng giặc, tuế nguyệt xoay vần, rồi cũng sẽ trở nên bình lặng, không hối hả, không xô bồ, không bon chen, không vội vã chạy theo danh lợi tình như thời còn xuân trẻ. Nếu những sự việc năm xưa khiến ta u sầu ủy khuất, thì giờ đây, ngồi giữa đất trời trăng thu trong vắt, gió mát tứ bề, cảnh vật tĩnh lặng, ta lại chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh trần gian. Đâu thực đâu hư, nào ai biết rõ. Xuân qua vội vã, thu đến nhẹ nhàng, phù sinh giấc mộng, rượu nồng tiến đưa, chén trà ấm môi. Đời người cũng như chén trà vậy, lá trà, khi hãm trong nước sôi phải oằn mình thống khổ, nhưng lại mang đến cho đời cái vị đắng trước ngọt sau, làm mê hoặc lòng người. Thế nên, khi bạn thấy mệt mỏi trước trăm nghìn khổ nạn, hãy mỉm cười bao dung mà đón nhận. Bởi vì, không muộn phiền đó chẳng phải là cuộc sống, không khổ nạn chẳng phải kiếp nhân sinh. Kỳ thực, vạn sự trên đời không gì là ngẫu nhiên. Mỗi một sự việc xuất hiện đều là xuất hiện vào thời khắc nó cần xuất hiện. Chuyện đã qua, sứ mệnh đã hoàn thành. Hãy xem chuyện hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm. Bởi suy cho cùng, ta đến từ cát bụi và lại trở về hư vô. Đến tay không, về tay trắng, một đoạn đường đời, một đoạn trả vay. Nhân sinh một giấc mộng trường, kẻ tỉnh người say. Nào ai biết được đoạn đường mai sau. Làm người như nước, có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh nào. Chính là giống như nước vậy, có thể bao dung vạn vật, bản thân lại vô cùng thuần tịnh. Làm việc như núi, cần phải làm việc một cách hết sức thiết thực, trầm ổn như núi, mang lại cho người ta sự tín nhiệm vững chãi như núi vậy. Làm người như nước, nước, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, hết thảy đều là bởi nó mềm yếu dễ chịu. Phàm là việc gì trên đời, cũng đều không được mãi mãi. Người ta có sinh, lão, bệnh, tử, trời đất có xuân, hạ, thu, đông, tiết trời có nóng lạnh. Vạn vật cứ luôn luôn vận động như thế, chẳng bao giờ đứng yên, cũng chẳng bao giờ trường tồn vĩnh cửu. Làm người nên giống như nước vậy, trong cái mềm yếu lại có sự cứng rắn, tĩnh lặng, tấm lòng và khí độ to lớn có thể bao dung che chở cho muôn vật. Người xưa có một câu đối, thủy duy năng hạ, phương thành hải, sơn bất căng cao, tự cập thiên, đại ý là nước hạ mình chỗ thấp mới có thể trở thành biển lớn. Núi không cậy mình cao, nên mới có thể cao ngang tận trời. Làm việc thì giống như núi. Núi, từ nghìn ngọn núi cao chót vót. Vạn khe tranh đua vẻ đẹp, thác nước như biển mây. Con chuồn chuồn đang lên xuống cho thấy khí thế hào hùng. Núi, từ trời quang mây tạnh, khói mù lượn lờ hoặc trong cảnh thanh tịnh yên bình trong suốt lộ ra vẻ ưu nhã, kỳ ảo xinh đẹp. Vậy nên làm việc thì phải giống như núi vậy, phải có tấm lòng của núi, phong cốt của núi, phẩm cách của núi, cùng với nội hàm và nguyên tắc của núi. Người xưa nói, biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, tấm lòng bao dung mới trở thành vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững, bởi không mang dục vọng nên có thể giữ mình cương trực. Con người ta, một khi có thể làm được rất mực khiêm tốn, thì có thể tụ họp trăm sông mà thành nên biển lớn. Con người, nếu có thể làm được không ôm giữ dục vọng, không tranh không giành,
thì có thể giống như vách núi dựng đứng, đứng vững đến tận trời cao. Vậy nên, bên trong câu nói làm người như nước, làm việc như núi này, ẩn chứa huyền cơ và xảo diệu, chỉ vỏn vẹn 8 chữ đã nói rõ làm người thế nào, và một người nên làm việc ra sao. Người ta nói, nhân sinh là giấc mộng dài, trăm năm qua đi tựa như chớp mắt và trần gian chỉ là quán trọ ven đường chẳng được lâu bền. Phật gia cho rằng, cõi người chỉ là một chặng nghỉ chân rất nhỏ của quãng luân hồi đời đời kiếp kiếp qua đằng đẵng tháng năm. Thân người hôm nay đắc được, ngày mai chắc gì đã giữ bền lâu. Thế nên, Phật gia cũng khuyên người ta chớ nên chấp nhất, ôm giữ bất cứ điều gì trong cõi trần ai. Tất cả đều là ảo mộng, là bong bóng, sẽ vỡ tan một khi người ta nhắm mắt xuôi tay. Học cách buông bỏ chính là tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất. Lòng dạ, khí phách cần phải rộng lớn, có lòng khoan hồng đại lượng, khoan thứ người khác cũng như khoan thứ bản thân, nhất thiết không được so đo tính toán, mà cần luôn khoan dung khi đối đãi với người. Biển hội tụ trăm sông, dung nạp hết thảy, nên mới rộng lớn. Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, người có thành tựu lớn trên đời đều có tấm lòng rộng mở. Có nhẫn nại thì mới xử lý tốt sự việc, có khoan dung thì đức mới lớn. Người tài đức không có đối thủ, nhưng chỗ nào tha thứ bỏ qua được cho người, đều gắng sức tha thứ bỏ qua. Thế nên, khí phách rộng lớn, thì phúc cũng lớn theo, còn mưu mô sâu, thì họa hoạn cũng sâu thêm. 5. Lời nói, hành động, phải cẩn trọng. Người sống ở đời, nói chuyện thì dễ, nhưng làm sao để lời nói có giá trị mới là điều khác biệt. Bất luận ở độ tuổi nào, cũng cần tích khẩu đức. Những lời không nên nói thì đừng bao giờ thốt ra, những chuyện không được kể thì một chữ cũng đừng nhắc đến. Giữ mồm giữ miệng thì không phạm lỗi, cẩn thận ăn nói thì không gieo họa. Với người là thiện ý, với mình chính là phúc khí, may mắn, cần hết sức giữ gìn. Cẩn thận với mỗi lời nói và hành vi, phải suy nghĩ cân nhắc rồi mới phát biểu ngôn luận, suy nghĩ xem xét chu toàn rồi mới có hành động, nhất thiết không được nói loạn làm bừa. Làm việc lớn nhất định phải có thủy, có chung, suy nghĩ 3 lần rồi mới hành động. Đại Văn Hào, đại sử gia Tư Mã Quang thời Bắc Tống khi viết bộ sách Tư Trị Thông Giám, các bản thảo chất đầy 5 căn nhà. Khi người đời sau xem sách, thì không có một chữ sai. Đó chính là Tư Mã Quang đã rất nghiêm cẩn, thận trọng từng ly từng tí, thì mới để lại cho đời sau một chức tác khổng lồ như vậy. Nói năng cẩn trọng, thể hiện nhân phẩm của một người. Người xưa có câu tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Vậy nên, lời ăn tiếng nói là điều mà chúng ta phải thực sự lưu tâm chú ý trong cuộc sống. Thành công, hạnh phúc hay thất bại, khổ đau nhiều khi cũng đến từ chính cái miệng mà ra. Để có một cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng, hãy học cách ăn nói hòa nhã và lịch sự. Nghe thì đơn giản, nhưng để thực hiện được điều này, đòi hỏi phải tu dưỡng rèn luyện và có những cái nhìn đúng đắn về tu khẩu. Không nên nói năng bộc trực, quá thẳng thắn. Nói thẳng, nói thật là thói quen tốt. Nhưng trong một số trường hợp, thì việc chỉ nói thẳng chứ không nói khéo sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là được, dễ gây mâu thuẫn, thậm chí rước họa vào thân. Ví dụ như, mẹ chồng mặc một bộ quần áo trông khá loè loẹt để đến dự một buổi tiệc. Nếu bạn nói thẳng mẹ mặc đồ này xấu quá, màu sắc quá chói, thì có thể khiến bà cảm thấy bị tổn thương, mất mặt, thậm chí là nổi giận với bạn, gây ra mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu không đáng có. Thay vì nói thẳng như ruột ngựa như vậy, bạn hãy nhẹ nhàng bảo với mẹ rằng, con thấy bộ đồ này không phù hợp với mẹ lắm, màu sắc không được trang nhã, mẹ mặc những bộ khác trông đẹp hơn và tư vấn cho mẹ một bộ đồ thích hợp. Như vậy chẳng những bà sẽ cảm thấy rất vui vẻ, mà còn cảm ơn bạn. Nói thẳng nhiều khi sẽ gây tổn thương cho người khác. Hãy tìm cách nói mềm mại, hợp tình hợp lý và đảm bảo bạn mang tâm thế tích cực, góp ý chứ không muốn vùi dập người khác. Ca dao xưa có câu, sẩy chân gượng lại còn vừa. Sẩy miệng, biết nói làm sao bây giờ? Để tránh vả miệng, bạn nên nhận thức và phân biệt được khinh trọng trong từng tình huống giao tiếp. Một khi đã nói ra những lời cuồng ngôn, thiếu suy nghĩ, bạn ắt sẽ phải hối hận về sau. Thứ mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ. Thế nên, nói năng cuồng ngôn là điều tối kỵ. Cuồng ngôn sẽ gây ra sự khó chịu cho mọi người,
gây ra thù hận và dễ rước họa vào người. Ai cũng muốn bảo vệ quan điểm cá nhân, nhưng nếu vì tự tôn của bản thân mà chà đạp lên lòng tự trọng của người khác, thì bạn mới là người gánh tai họa về sau. Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người, biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn, thay vào đó họ sẽ để lại cho người khác vài lối thoát, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Trong cuộc sống, có rất nhiều người thường ăn nói bộp chộp. Câu nói trên ngụ ý nhắc nhở chúng ta rằng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói một điều gì đó, đừng nói những lời lẽ bốc đồng, thiếu thận trọng. Nếu không, lời nói ra dễ gây hiểu nhầm, cung cấp thông tin sai, hoặc làm tổn thương người khác, gây ra những mối họa khó lường trước. Hãy cẩn trọng với lời nói của bạn, vì chúng có thể khiến người bị trầm cảm suy sụp thêm. Câu chữ vô tình nhưng sức sát thương là thật. Lần nọ, bác Hồ cho phép một cán bộ được lên thăm nhà sàn của bác. Ở đây, người nói, bác chẳng có gì cho cháu cả. Bác chỉ có cái thước mà lúc còn trẻ đi bôn ba qua các nước. Bác có nhặt được mảnh gỗ. Bác tự tay đẽo thành một cái thước kẻ để dùng. Nay bác cho cháu để làm kỷ niệm. Đây là thước suy nghĩ kỹ. Đồng chí ấy cầm cái thước mà rơm rớm nước mắt vì không ngờ bác lại sống giản dị đến thế. Trên cái thước có ghi ba chữ SNK suy nghĩ kỹ. Tự đáy lòng, đồng chí ấy nghĩ, đến uyên thâm và vĩ đại như bác mà khi viết và nói gì cũng phải suy nghĩ kỹ một. Một câu chuyện rất ngắn, đơn giản nhưng lại hàm chứa một bài học sâu sắc thường trực của mỗi người. Chẳng hạn, trong lời nói, dân gian đã đúc kết, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, hàm ý phải rất thận trọng, cân nhắc trước khi phát ngôn. Vì nói sai, nói không đúng chỗ, không đúng lúc, thì hậu quả có thể khó lường. Cổ nhân có câu nói nổi tiếng rằng, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, nhắc chúng ta luôn cẩn thận với lời ăn tiếng nói. Chúng ta biết, sử dụng lời ăn tiếng nói là một nghệ thuật cũng là một kỹ thuật cần phải học hỏi và tu luyện mỗi ngày. Dù bạn là ai, khi nói ra một lời nào đó, đều thể hiện rất nhiều về con người của bạn. Lời nói quan trọng đến nỗi, nhiều người còn cho rằng, thà nói ít còn hơn nói nhiều. Bất hạnh trong cuộc đời, rất nhiều trường hợp lại từ miệng mà ra. Một người khôn ngoan là biết cách dùng lời nói để giúp bản thân mình thành công, tránh được tai họa. Có những khi, thà để trong bụng còn hơn là nói ra với người khác. Không nói với người ngoài, sự bất mãn của bản thân về người trong gia đình. Cổ nhân dạy rằng, xấu chàng thì hổ ai, điều xấu về người trong nhà thì tốt nhất là đừng nói ra ngoài. Khi gia đình của bạn có những chuyện bất hòa, dù có những khác biệt, dù sai trái, dù là gì đi nữa, chúng ta cũng không nên tùy tiện nói với người ngoài. Kể xấu về các thành viên trong gia đình với người ngoài là bạn đã gieo mầm tai họa, hậu quả sẽ rất khó lường. Nói với người khác về chuyện gia đình chỉ là kiểu vạch áo cho người xem lưng. Khi bạn kể xấu người nào đó, chính người nghe họ sẽ ngay lập tức kể lại sự việc với nhân vật trong câu chuyện bạn vừa kể. Thế rồi chuyện bé xé ra to, hiểu nhầm nhau trong nháy mắt, và sau đó bạn sẽ có thêm cuộc tranh cãi với thành viên trong gia đình của mình mà thôi. Những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình là điều rất khó tránh. Do vậy, bạn cần thẳng thắn trao đổi theo cách phù hợp nhất. Hãy tự mình nói chuyện với gia đình để giải quyết mâu thuẫn, chung sống hòa thuận thông qua sự chân thành. Tất cả những mâu thuẫn trong gia đình, hãy sớm tự giải quyết, thay vì đi phàn nàn hay kể lể với người ngoài. Không kể chuyện về quan hệ vợ chồng, đặc biệt là tình tiết riêng tư. Chuyện vợ chồng trong mỗi gia đình được xem là chuyện sau cánh cửa đóng kín. Đừng thản nhiên kể cho người ngoài chuyện đã xảy ra giữa bạn và bạn đời của mình, nhất là một số chuyện riêng tư. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nói ra. Dù bạn có phàn nàn với người khác về sự bất hạnh của bạn trong hôn nhân, thì những người đó cũng không thể cảm thấy như vậy. Bạn luôn nói với người khác những điều không tốt về nửa kia của mình, lan truyền thông tin ra xung quanh và gây ồn ào bàn tán. Nó sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và nhanh chóng phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Yếu tố nhân quả giữa vợ chồng là do hai người thực hiện và tạo ra với nhau. Mọi vấn đề nảy sinh giữa vợ chồng không thể xuất phát từ một phía, không phải một người muốn mà được, càng không thể trông chờ người ngoài can thiệp. Chuyện vợ chồng một khi đã xảy ra, thì tùy hai người nên tự nói chuyện và hòa giải. Nếu không thể tiếp tục, thì sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay không. Kể chuyện riêng với người thứ ba,
chỉ làm cho mối quan hệ của bạn nhanh chóng đổ bể, tiến triển xấu đi mà thôi. Không nói xấu những người mà bạn không ưa mắt. Ngay cả khi bạn ghét ai đó, đừng tấn công họ và cũng đừng nên nói xấu họ. Bạn có thể vì ghét mà hành động nóng vội nhất thời, rồi quên sạch sẽ, nhưng lại bị người nghe chuyện này sớm phản bội bạn. Họ sẽ nhanh chóng nói cho người kia nghe ngay trong nháy mắt. Nếu bạn cảm thấy ghét hay muốn công kích người khác, bạn không thể cứ tùy tiện nói ra chứ đừng nói đến việc nói chuyện với mọi người, vì không phải ai cũng có thể giúp bạn giữ bí mật. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có những người khiến bạn cảm thấy thoải mái, cũng có người có cùng mục tiêu với bạn, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người có quan điểm khác với bạn và những người bạn không thích, không ưa. Do vậy, không cần thiết phải ngồi lê đôi mách, buôn chuyện hay nói xấu ai đó mà bạn thấy khó chịu. Điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Hãy đánh giá cao họ và khoan dung với họ. Như vậy mới thể hiện được đẳng cấp sống trí tuệ của bạn. Có thể cũng có một số người không thích chúng ta. Họ không ưa nổi chúng ta. Nhưng bạn cần hiểu rằng, nhân vô thập toàn, làm sao mọi người có thể giống nhau được. Không phàn nàn về việc được ai đó giúp đỡ quá ít. Giữa con người với nhau, dù là bạn bè hay người thân, khi bạn gặp chuyện, nếu họ không giúp ích gì cho bạn, hoặc giúp bạn quá ít so với kỳ vọng, thì trong tình huống này, bạn không thể nói với người ta rằng họ đã sai hay đang sống quá đáng với bạn. Bạn biết đấy, lòng tốt dù lớn hay nhỏ cũng đều là lòng tốt. Sự giúp đỡ, dù ít hay nhiều đều rất quý giá. Sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn thực tế là vì tình yêu thương chứ không phải nghĩa vụ. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn thay vì coi đó là điều hiển nhiên. Bạn càng nói với người khác về những điều này, chê bai sự giúp đỡ ít ỏi, oán trách sự không giúp đỡ như đề xuất của bạn. Như vậy thì càng tỏ ra bạn chỉ là người vô dụng và vô ơn. Làm thế nào để trong lòng những người đang nghe bạn nói có thể không khinh thường bạn? Khi ai đó giúp đỡ bạn, bạn vẫn nói với họ rằng họ sai, họ quá đáng, họ không làm tốt, rồi bạn không biết ơn, thì sau này sẽ không ai dám giúp bạn nữa, vì lòng tốt đã không được đền đáp. Lòng người là tương thông, bạn phải ghi nhớ lòng tốt của người khác đối với mình để đổi lấy tình cảm chân thật hơn. Giữ tâm sạch thì không mắc sai lầm, giữ miệng đúng lúc thì không gây ra chuyện xấu. Bạn phải chú ý đến trọng lượng trong lời nói của bạn, để sau mỗi câu nói có thể giúp tích đức cho bản thân và giữ lại phước cho bạn. Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một người đang trong cơn tuyệt vọng. Một hôm trời hừng nắng, đàn ếch rủ nhau vào rừng ngắm cảnh. Phong cảnh hữu tình làm chúng rất khoái chí. Nhưng đang đi thì đột nhiên có hai con trong đoàn trượt chân, rơi thẳng xuống một cái hố rất sâu. Cả bầy ếch bèn xúm lại, tìm mọi cách để kéo hai chú ếch đó lên nhưng làm thế nào cũng không đưa chúng lên được. Cuối cùng cả bầy liền dừng lại và nói với hai con ếch kia rằng chúng chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Mặc dù vậy, hai con ếch đáng thương này vẫn cố gắng hết sức để nhảy ra khỏi cái hố. Nhưng dù nhảy thế nào, thì chúng cũng không thoát khỏi cái hố đó. Một con tỏ ra rất thất vọng và ngã lăn ra chết trong sự uất ức. Con ếch còn lại không vì thế mà nản chí. Nó lại tiếp tục cố gắng nhảy. Bầy ếch liền hò hét khuyên chú ếch đó hãy thôi đi. Nhưng điều kỳ lạ là bầy ếch càng cố hò hét, thì con ếch kia lại nhảy càng hăng. Cuối cùng thì nó cũng nhảy được lên bờ sau rất nhiều nỗ lực. Lúc này cả bầy vây quanh nó và hỏi, lúc nãy anh có nghe thấy chúng tôi nói gì không? Con ếch bảo, nó bị nặng tai và nó tưởng cả bầy động viên nó suốt thời gian qua. Bạn thấy đấy, một lời động viên khích lệ có thể trở thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một người trong thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy biết dành thời giờ để động viên và khích lệ họ. Cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh trở nên như thế nào, tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng ta. Vì vậy, tất cả mọi người chúng ta hãy cẩn thận với lời nói của mình. Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời bạn. Chính vì vậy, chúng ta cần cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu hay hành động. Từng câu từng chữ phải được cân nhắc và thận trọng. Không để lời nói loạn lạc,
hay hành vi bừa bãi tổn hại đến người khác. Trong cuộc sống, công việc lúc nào cũng đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận. Vì vậy, trước khi hành động hãy suy nghĩ, ít nhất 3 lần nhớ đến Tư Mã Quan, một văn hào và sử gia vĩ đại thời Bắc Tống, người khi soạn thảo Tư Trị Thông Giám đã tạo ra một lượng bản thảo khổng lồ mà không có một chữ sai sót nào. Điều này chứng tỏ sự tỉ mỉ và chân thành của ông, từng ly từng tí để lại một tác phẩm tuyệt vời cho hậu thế. Mỗi chúng ta cần có trách nhiệm với lời nói của bản thân, để mỗi lời nói là một bông hoa tỏa ngát hương thơm đến mọi người. Nói những lời yêu thương, ta sẽ nhận lại yêu thương. Tích cực mà nói, nếu ai đó nói với bạn những lời khó nghe, đương nhiên bạn sẽ bị tổn thương. Nhưng hãy biến những cảm xúc ấy sang tâm trạng vui vẻ, bằng cách lãng quên và nghĩ đến chuyện làm ta vui. Hay đơn giản là hít một hơi thật sâu, uống một tách trà và bắt đầu với cuộc sống của mình mà chẳng cần nhớ những câu nói ấy. Có thể sẽ không mấy dễ dàng, nhưng ít nhất bạn thử và tự làm dịu cảm xúc của chính mình. Hãy làm điều đó vì chính mình, không phải vì đối phương. Hãy trân trọng từng lời nói và hành vi đặt lợi ích chung và tôn trọng người khác lên hàng đầu. Bằng cách đó, chúng ta có thể tạo nên những tác phẩm tuyệt vời và để lại dấu ấn tích cực trong cuộc sống của mình và những người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, không có gì là không thể. Nếu chúng ta biết cách đối mặt và vượt qua khó khăn, chúng ta có thể sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn. Hãy luôn ghi nhớ những lời dạy bảo của các vị cổ nhân và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình để đạt được thành công và hạnh phúc. Bởi vì, cuộc đời chỉ có một lần, hãy sống thật sự và trân trọng những giây phút quý giá đó. Cuối chương trình, Sống Plus xin kính chúc quý vị và các bạn có được cuộc sống thật nhiều may mắn và niềm vui. Quý vị hãy đăng ký kênh Sống Plus để ta cùng lắng nghe những lời dạy bổ ích và những kinh nghiệm quý báu mà cổ nhân lưu truyền lại. Thời lượng chương trình xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.